Truyền thông phòng khám Cha Thường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ tư, ngày 13 tháng 3 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám Cha Thường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, môi trường tại khu vực xung quanh phòng khám Cha Thường chữa ung thư miễn phí đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Tình trạng này gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của bệnh nhân, nhân viên và người nhà của họ. Nguyên nhân của tình trạng ô nhiễm môi trường bao gồm khu vực xung quanh phòng khám Cha Thường yêu thương cho không và các thầy hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, rác thải sinh hoạt vứt bừa bãi, không được thu gom thường xuyên, cống rãnh ứ động, nước thải sinh hoạt chảy tràn lan, bụi rậm mọc tùm, tạo môi trường cho muỗi và côn trùng sinh sôi. Tình trạng ô nhiễm môi trường ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của bệnh nhân, nhân viên y tế và những người dân địa phương. Ý thức của một số người dân còn kém, thiếu ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường. Hậu quả của tình trạng ô nhiễm môi trường bao gồm gây ra các bệnh về đường hô hấp, da liễu, tiêu hóa cho người dân sống xung quanh khu vực, làm giảm chất lượng cuộc sống của người dân, gây ảnh hưởng đến các hoạt động của phòng khám hỗ trợ điều trị chữa ung thư miễn phí. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, trước tình hình ô nhiễm trên, phòng khám Cha Thường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, đã tổ chức phát động nhân viên, bệnh nhân và người nuôi thực hiện tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, cải thiện dòng kênh nước chảy, phát quang bụi rậm, vận động mọi người chung tay bảo vệ môi trường, trật tự xã hội và an toàn giao thông vào cuối thứ bảy tuần này. Đây là một hoạt động thiết thực và ý nghĩa, góp phần cải thiện môi trường sống và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân xung quanh. Kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ môi trường, mỗi người dân hãy nâng cao ý thức trong việc bảo vệ môi trường, thu gom rác thải đúng nơi quy định, hạn chế sử dụng túi ni lông và các vật liệu khó phân hủy, tích cực trồng cây xanh để bảo vệ môi trường, tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường do địa phương tổ chức. Bằng cách chung tay bảo vệ môi trường, chúng ta có thể tạo ra một môi trường sống xanh, sạch đẹp, an toàn và lành mạnh cho bản thân, gia đình và cả cộng đồng. Thông qua các hoạt động tổng vệ sinh môi trường và sự chung tay góp sức của tất cả mọi người, khu vực xung quanh phòng khám hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí sẽ trở nên xanh, sạch đẹp hơn, an toàn và thân thiện với môi trường sống. Sức khỏe của bệnh nhân, nhân viên y tế và người dân địa phương sẽ được cải thiện. Hoạt động tổng vệ sinh môi trường cần được thực hiện thường xuyên để duy trì môi trường sống xanh, sạch đẹp. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng cộng đồng văn minh, phát triển bền vững. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, phòng khám Cha Thường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, là một điểm sáng hy vọng cho những bệnh nhân ung thư nghèo, không có khả năng chi trả chi phí điều trị đắt đỏ. Nơi đây không chỉ mang đến dịch vụ khám chữa bệnh miễn phí, mà còn là nơi chia sẻ, động viên tinh thần cho những bệnh nhân đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời. Sự tận tâm của đội ngũ y sĩ tại phòng khám Cha Thường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, luôn tận tâm, hết lòng vì bệnh nhân. Họ không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn có y đức cao quý, luôn quan tâm, động viên bệnh nhân. Sự hỗ trợ cần thiết cho bệnh nhân, ngoài việc khám, hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, phòng khám còn hỗ trợ bệnh nhân về mặt tinh thần, giúp họ có thêm động lực để chiến đấu với căn bệnh ung thư. Phòng khám cũng thường xuyên tổ chức các buổi tư vấn, chia sẻ kiến thức về ung thư, giúp cho bệnh nhân hiểu rõ hơn về căn bệnh và cách điều trị, tiếp nhận bệnh nhân mới và tư vấn cách giữ gìn phác đồ. Phòng khám ung thư miễn phí vẫn ngày ngày tiếp bệnh nhân mới và tư vấn cách giữ gìn phác đồ cho họ. Đây là một việc làm hết sức ý nghĩa, giúp đỡ những bệnh nhân ung thư nghèo có cơ hội được điều trị hiệu quả, cải thiện chất lượng cuộc sống. Để duy trì hoạt động của phòng khám Cha Thường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, rất cần sự chung tay góp sức của cộng đồng. Mỗi đóng góp dù nhỏ bé cũng sẽ góp phần giúp đỡ những bệnh nhân ung thư nghèo có cơ hội được sống khỏe mạnh và hạnh phúc.
Người nhà thì vợ em thì bị ung thư vú đây cũng 2 năm rồi, nên là 2 năm nay có điều trị ở bệnh viện á, rồi bây giờ nó di căn vào phổi á, di căn vào phổi nên là ở trên đó điều trị tốn kém nhiều quá, nên là có xem trên mạng á, rồi người ta cũng có chỉ xuống đây ngay ngõ Cha Tường nè, rồi xuống đây đỡ điều trị á. Cái đầu tiên phát hiện như thế nào và trị ở đâu rồi trị như thế nào? Thì đầu tiên thì phát hiện ở cách đây 2 năm á, có phát hiện có một khối u ở vú á, rồi mới đi khám rồi sinh tiết rồi người ta kết luận là ung thư vú. Đó, sau rồi người ta mới ra phác đồ điều trị là hóa trị 8 to, rồi mổ xong rồi xạ trị xong rồi uống thêm, nó vẫn còn một ít tế bào ung thư á, nên phải uống thêm 8 to nữa, xong rồi mới hết được 2 tháng đó. 2 tháng bây giờ nó lại tái vào phổi, di căn vào phổi. Trước khi bệnh nhân bệnh á là làm nghề gì? Bệnh nhân là làm công nhân may. Thu nhập sao? Thu nhập thì cũng 5-6 triệu một tháng, không nhiều. Rồi khi xảy ra bệnh này thì cái tiền chi phí điều trị giờ phải như thế nào? Thì nói chung thì cũng tích góp chút ít rồi anh em bà con đồ cho thêm nữa, nên là để có điều trị thôi. Vậy thì đến điểm này mình vô tới đây mình cảm thấy ở đây như thế nào, tức là có tin tưởng như thế này? Nói chung đã vào tới đây thì mình phải tin tưởng ở chỗ Cha Tường á, tại cũng có nhiều người khỏi bệnh rồi đó, nên là mình cũng biết đỡ mà đi xuống đây á. Tôi ở từ Bà Rịa Vũng Tàu, tên là Nguyễn Thị Thường, 61 tuổi. Thì có thể kể tóm tắt cái bệnh của mình đầu tiên phát hiện là bệnh gì, rồi khám ở cửa đâu, bác sĩ nói sao? Dạ, đầu tiên là phát hiện ra là bị tràn dịch phổi. 7 lít máu với nước á, là cũng nằm bệnh viện Phạm Ngọc Thạch á, là bác sĩ nói giai đoạn cuối rồi, là lúc đó là bác sĩ cho tinh khiết, mổ nội soi tinh khiết và lấy dịch ra rồi cho nằm viện, xong là cho xuất viện rồi cho uống thuốc về, nói là uống được chừng nào chừng, cũng như thời gian cũng bao nhiêu. Và lúc đó là cũng tinh thần cô suy sụp lắm, cũng chẳng biết sao hết. Nghe tin Cha Tường ở trên này á, cô tìm đến cha. Có thời gian cô lên đây là cô mệt lắm, đi không nổi, thở không được, đi thì được nhưng mà thở khó. Thì điều trị đến này, hôm nay là được 5 tháng, cảm thấy sức khỏe nó ổn bình thường. Cô quay lại bệnh Phạm Ngọc Thạch là xét nghiệm lại, là bác sĩ cho kết quả là phổi đã ổn và tốt, máu cũng tốt, kết quả là được âm tính. Về nhiều đó cô về đây rồi gặp thì Thanh cũng cho được ra viện. Khi cầm trên tay kết quả xét nghiệm từ bệnh viện Phạm Ngọc Thạch á, cảm giác cô như thế nào? Cảm giác của cô rất mừng và sung sướng lắm. Cô đã ước mơ một ngày là ngày nào đó được có một cái kết quả tốt. Thì cô cầm được kết quả là cô vô cùng sung sướng, cảm thấy là biết ơn, nhớ đến Cha Tường, cảm xúc là nhớ Cha Tường. Vì lời cha dặn là của các con phải kiên trì, là bệnh của các con nặng là từ 6 tháng. Thành ra cô rất mừng và sung sướng, cảm ơn cha và các thầy đã cố tâm mà giúp đỡ cho các bệnh nhân cũng như bản thân cô. Cô rất mừng và không biết nói sao được, chỉ biết là tạ ơn và cảm ơn Chúa, mẹ Mara, lòng thương xót của Chúa và Cha Tường và các thầy ở đây. Và cũng sau cùng cô cũng nhớ được các mạnh thường quân. Xin các mạnh thường quân thương đến phòng khám của Cha Tường, các thầy để chúng tay góp sức vào để cứu các bệnh nhân hiểm nghèo như bản thân cô. Cô rất mừng và chúc các mạnh thường quân được tấm lòng nhân ái hướng về phòng khám của cha của các thầy. Xin cảm ơn. Cô qua thời gian trị ở đây á, thì các thầy ở đây á, cái cách chăm sóc các thầy biểu hiện như thế nào? Dạ, cách của các thầy rất là thương mến các bệnh nhân, yêu thương và săn sóc, hỏi từng ly từng tí. Mỗi lần vô khám thầy hỏi khỏe không, là nếu khỏe là thầy rất vui tươi.
còn mà bệnh nhân mệt là thầy dắt nhiều chăm sóc á, hỏi thăm để hướng dẫn thuốc này thuốc kia. Các thầy với trong phòng khám của các thầy rất là nhiệt tình, yêu thương và tha thứ. Rồi cô có dự định gì sau khi mà trở về quê nhà không? Cô dự định sau trở về cô cũng theo pháp đồ của cha, nhớ lời của cha dặn căn dặn mãi mãi là phải là ăn cây cỏ động vật, yêu thương và cho không, lời của cha dặn và cô ghi mãi. Rồi chuyện nhà đối với nhà, dạ đối với chuyện nhà sao, có con cháu gì không? Dạ có, con cháu mừng lắm, cô có điện thoại về mấy cháu mừng lắm. Hồi cô lên đây là con của cô nói đừng có đi nữa vì sợ mẹ lên trên đó rồi mẹ chết trên đó rồi không thấy con thấy cháu, nhưng mà cô vẫn tìm cuộc sống, cô vẫn hy vọng vào cha Tường phút cuối để cứu cô. Cô rất mừng và đời này cô không bao giờ quên ơn của cha Tường. Cha là một người cha là tuyệt vời. Cha bỏ mình hy sinh cả cuộc đời của cha để lo cho con dân. Bây giờ cha đã nằm xuống rồi thì xin Chúa chúc lành, yêu thương, tha thứ những lỗi lầm của cha cho cha về sớm về hưởng hạnh phúc thiên đàng với Chúa. Muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà no, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà no, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời.
Truyền thông Thành Võ xin kính chào quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay Truyền thông Thành Võ xin hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường yêu thương cho không tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Nơi Thành Võ đang đứng là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh và trường Đại học Trà Vinh 1 km. Thành Võ chuẩn bị di chuyển vào quốc lộ 53 hướng đi cầu ngang Duyên Hải, sau đó rẽ phải vào quốc lộ 53. Phòng khám Cha Tường yêu thương cho không làm việc từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần, chiều thứ bảy và chủ nhật được nghỉ. Đi thẳng khoảng 15 km nữa sẽ gặp nhà thờ Phước Hảo. Sau đó chúng ta sẽ đến cổng chào của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 5 km nữa chúng ta sẽ gặp nhà thờ Vinh Kim. Đi tiếp khoảng 1 km chúng ta sẽ gặp biển báo phía tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn. Sau đó theo hướng chỉ dẫn vào nhà thờ Dòng Lớn là rẽ trái và đi tiếp nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn, nhưng chưa đến nhà thờ Dòng Lớn thì chúng ta thấy biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải theo hướng chỉ dẫn đến phòng khám và sẽ tới nơi. Thân ái kính chào.